chấp ngân thù. Chú cho mình vậy, Facebooker đúng không ạ? Chúng ta thông tin cập nhật hàng ngày. Chú đánh giá thế nào khi những người gọi là dân chủ nhất, dân nhanh nhanh đúng không ạ? Những người dân đoan, điển hình như là Dũng Mai hay là Dũng xe ôm gì đó không ạ? Được chụp ảnh với thiếu tướng Lê Mãn Lương và đưa ra những cái thông tin này là thiếu tướng Lê Mãn Lương phê bình là những gì đó ạ? Chú đánh giá thế nào? Những thông tin đấy chú đọc chưa? Có chứ. Vâng. Chú biết chứ? Những ngày gần đây và cả trước nữa là dư luận trên Facebook ấy xôn xao cái hiện tượng là tướng Lê Mã Lương giao du với lại bọn nô và những cái bọn xã hội dân sự tự xưng là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam mà chúng ta gọi là bọn rận hay là bọn phản động. Thế cháu thì nói thẳng luôn là không cần các người ủng hộ, không cần các người đòi dân chủ, chúng tôi thừa dân chủ rồi. Được rồi, cái vấn đề thì là vấn đề khác. Thế thì như này, cộng đồng Facebook họ rất là bức xúc. Nhưng chú nhìn cái hiện tượng ấy với một cái góc độ khác. Bọn thôi ta cứ gọi là bọn bọn rất đi nhá, nô nô đấy, bọn phản động, bọn phản động, bọn phản động ấy. Nó giao du, nó chụp ảnh với tướng Lê Mã Lương. Đấy, thiếu tướng Lê Mã Lương. Thiếu tướng Lê Mã Lương với cái sự thích thú. Cái thích thú của chúng ấy nó hàm ý, mấy ý. Cái ý thứ nhất ấy là nó gây cho chúng ta một cái nỗi lo ngại rằng chúng có thể cảm hóa được tướng Lê Mã Lương, giống như kiểu là chúng nó chụp ảnh với một người uy tín đúng không? Và cái thứ hai ấy là chúng hàm ý rằng là tướng Lê Mã Lương dần dần càng thân mật với chúng thì tướng Mã Lương dần dần càng xa vào cái sự cảm hóa của chúng. À, chú nói Lê Mã Lương cháu mới nhớ rồi, ý chú nói sẽ giống như một bù tí thứ hai không ạ? Thì tóm lại là như thế, tự xin biến, tự xin biến. Mà chắc là chúng ta đánh sai, đánh giá sai. Được rồi, thế để chú nói tiếp. Và cái thứ ba nữa, chúng tự sướng với nhau là đấy, chúng quen đến cả tướng tá của quân đội ta cũng và chúng có khả năng ấy là sẽ cảm hóa được cả những cái tướng tá cao cấp của quân đội. Nhưng chú nhìn cái hiện tượng đấy ở một cái góc độ khác, chú nhìn chú hiểu ngay vấn đề. Nhìn tướng cái hình ảnh tướng Lê Mã Lương giao du với bọn phản động ấy, gợi nhớ ngay cho chú cái hình ảnh thằng Cú Huy Hà Vũ. Cú Huy Hà Vũ trước khi trở thành phản động thì nó cũng đến thăm bác Tổng Bí thư Đỗ Mười, rồi là nó đến thăm các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thì cái lúc ấy các vị lãnh đạo Đảng Nhà nước chỉ biết là đây là con trai của ông Cú Huy Cận, và các bác lãnh đạo Nhà nước Đảng Nhà nước ta ấy là rất bình dân, cũng đón tiếp nó vui vẻ, chụp ảnh chung với nó. Có nghĩa là cháu và chú đúng không? Đang trên con đường yêu nước không? Mà con trai cháu ví dụ nhé, ông Cú Huy Vũ con cháu trai cho đẻ một con nghiệt súc không? Nhưng mà chú không biết con nghiệt súc đấy là nó như thế nào, chú chỉ biết là nó là con trai thằng Kỳ Bo đến thăm chú. Chú vẫn bắt tay bình thường rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ấy thì có thể bác Đỗ Mười biết rồi, các bác lãnh đạo Đảng Nhà nước khác biết Cú Huy Vũ rồi, nhưng hồi đó thì các bác chưa biết. Vâng. Thế thì tướng Lê Mã Lương cũng thế thôi, có thể cũng bắt nguồn từ một cái sự quen biết của một con rận nào đấy trước đó đối với tướng Lê Mã Lương, rồi nó đến thăm tướng Lê Mã Lương, sau đó ấy là nó kéo bạn bè đến. Thì khi tiếp xúc với tướng Lê Mã Lương, chúng quay mặt phải ra, chúng không bao giờ chứng tỏ chúng là phản động. Cho nên tướng Lê Mã Lương từ cái sự quen biết cũ, rồi đây là bạn bè của nó đấy, thì cứ đón tiếp vui vẻ thôi đấy. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là tướng Lê Mã Lương cứ giao du với bọn phản động thoải mái, cháu ạ, miễn rằng
ông không bao giờ có câu nói nào chống lại đảng và nhà nước. Được không cháu? Cháu có thể thông cảm với cả ý của ông Trần Văn Lương. Nhưng mà cái phát biểu của ông không biết có thực hay hư, đúng không ạ? Nhưng mà khi được đến tay của những người gọi là phản động, đúng không ạ? Nó sao đấu. Sao đấu, đúng không ạ? Thế theo chú, cái bao nhiêu phần trăm nó là đúng? Chú thì chú chưa thấy là bọn nó xào nấu những cái câu nói của tướng Lê Mã Lương thế nào. Chú cũng theo dõi, chú chưa thấy tướng Mã Lương có một cái phát biểu nào mà chống lại đảng nhà nước cả. Duy nhất có một cái câu mà chúng nó nhai đi nhai lại rất nhiều, đó là tướng Lê Mã Lương tuyên bố rằng ấy, cái trận chiến Gạt Ma 1988 thì các chiến sĩ của ta được lệnh là không được nổ súng, đúng không? Thế thì thế này, người ta nói rằng ấy, xem xét một vấn đề thì phải đặt nó vào một hoàn cảnh cụ thể đấy thì mới hiểu được bản chất cái hiện tượng ấy, cháu ạ. Chúng nó cắt xén cái hoàn cảnh mà tướng Lê Mã Lương nói ra, cháu hiểu chưa? Đấy, tướng Lê Mã Lương nói chẳng có gì sai cả, cháu ạ. Bởi vì cái hồi năm 88 ấy thì bộ đội ta ấy, là hải quân ta ấy, là tàu vận tải quân sự, trên tàu chở toàn là xi măng sắt thép để ý định là lên xây bia chủ quyền, và ấy, là những người lính công binh là chỉ có súng AK đấy, mà tàu vận tải quân sự thì làm gì có đại bác rồi súng máy ở trên tàu. Thế thì quân Trung Quốc ấy với tàu chiến hiện đại nhá, chúng nó đến ấy. Thế bây giờ nhá, mình phải xác định chủ quyền, đấy là mục đích chính. Chứ còn ấy, để đánh lại sự xâm lược của tàu chiến Trung Quốc ấy thì không phải là lực lượng công binh này, đúng rồi, mà sẽ phải là một lực lượng hải quân khác, và vào một lúc khác đấy. Còn bây giờ nhá, nếu ấy tàu vận tải quân sự toàn súng AK thôi mà bắn lại quân Trung Quốc ấy thì sẽ tạo điều kiện cho nó lấy cớ một là nó sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh lực của ta, hai là nó nhân cớ là nó chiếm luôn các cái đảo xung quanh nữa. Cái tư tưởng này, đúng không ạ? Không phải tận năm 88 mà tận bây giờ, đúng không ạ? Việt Nam ta không bao giờ gây chiến trước, nó xuống trước ạ. Khi nó xuống trước nó sẽ tạo thành cái cớ, đúng không rồi. Nhiều cái bên dân chủ ạ, cho gọi dân chủ vận động ạ, người ta gọi là tại sao Việt Nam hèn nhát ạ, tôi hèn nhát, thế nào gọi hèn nhát, đây gọi là sự thông minh, đúng không ạ? Khi tôi nổ súng trước, cộng đồng quốc tế lên án, đúng không ạ? Và Trung Quốc có một cái cớ cướp đảo của chúng ta, cướp chủ quyền chúng ta rất là đường chính, đúng không ạ? Nên rất nhiều người nói là tại sao cộng sản hèn nhát nhá, đấy là nói dân chủ, đúng không ạ? Tôi chỉ cần các nhà dân chủ, đúng không ạ? Các nhà nhân quyền của California ấy về, nếu mà cướp được, lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng tôi sẽ theo các người. Các người có dám không? Cháu nói thế thì nếu như mà gọi là Việt Nam hèn nhát thì Trung Quốc nó còn hèn nhát hơn nhiều. Cháu nói nó không dám bắn. Nó tranh chấp điếu ngư với Nhật, nó có dám nổ súng để nó cướp lại không? Đúng rồi. Rồi ấy, là Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc nó có dám đánh Đài Loan không? Đúng rồi. Đúng không? Thế rồi ấy, Nhật cũng hèn nhát. Nhật tranh cướp đảo xe cơ đúng rồi. Nhật cũng có dám đánh lại Trung Quốc đâu. Đây là một sự khôn ngoan. Rồi Hàn Quốc Đốc đô Hàn Quốc cũng hèn nhỉ, không dám đánh lại Nhật. Nhật cứ tranh chấp mãi Nhật Minh Nga, Nhật Nga quần đảo Kurin ấy, Kurin hòn đảo chứ quần đảo Kurin ấy. Đấy, thế thì mà ngay cả Trung Quốc cũng hèn nhát, không dám chiếm lại tất cả những cái quần đảo, à những cái hòn đảo trên quần đảo Trường Sa còn lại. Thế thì bọn phản động ấy nó bảo
ta hèn nhát, ta không dám nổ súng chiếm lại Hoàng Sa và các đảo phần Trường Sa mà Trung Quốc đã chiếm. Thế thì chẳng khác gì nó kích động Trung Quốc, nó như là chửi xéo Trung Quốc, là Trung Quốc mày cũng hèn lắm, mày không dám cướp nốt lại những cái quần đảo ở những hòn đảo Trường Sa. Chúng đấy không phải là ấy, nó cổ vũ, nó cổ vũ, cháu nó kích động Trung Quốc, cướp lại, cổ vũ cho Trung Quốc, cướp nốt, tạo động lực Trung Quốc, cướp Việt Nam quá, cướp nốt, cướp nốt. Đây có phải một người yêu nước không ạ? Đây có một nhóm người yêu nước không ạ? Đây là một nhóm kích động, rồi một nhóm bán nước. Rồi thế thì nó bảo là Việt Nam mình hèn nhát không dám chiếm lại Hoàng Sa với các hòn đảo Trường Sa, chả khác gì nó chửi xéo Trung Quốc, nó chửi xéo Nhật, chửi xéo Hàn Quốc. Chú đấy, cháu lại chú gọi là nó hèn nhát không dám ạ. Cháu lại nhớ lại năm 1974 Việt Nam hòa thôi. Thôi cái hèn nhát của nó thì mình không thèm nhát. Đấy, cháu lại nói lại cho người ta nhớ được cái vấn đề thôi. Nó xấu chứ mình không xấu như nó, thế cho nên là nó xấu mình cũng không cần nhắc lại trong 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 cái khung cảnh này. Đấy, cháu nhớ không nhầm là từ 14 tháng 3 năm 1988 xảy ra trận hải chiến Trường Sa, trên trận đảo của Gạc Ma đúng không ạ? Việt Nam ta hình như là không mất đảo nào mà tăng thêm đảo, đúng không chú? Cái sự hèn nhát đấy có phải hèn nhát không ạ? Hay một cái sự hèn nhát trong nháy khôn ngoan? Có, mình có mất Gạc Ma. Đâu, Gạc Ma năm 88 chứ trong ngoài 14 tháng 3 năm 88 đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta có mất đảo không ạ? Chúng ta tăng thêm đảo. Là Phan Vinh, là Song Tử Tây các thứ được mở rộng rất lớn đúng không ạ? Rồi thế thôi được rồi, thế bây giờ còn những đề tài khác thì lần sau chú cháu mình gặp sẽ lại nói tiếp. Vâng, mai nhá, mai. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.